Các bạn đang nghe Cấy Nền Radio, kênh phát thanh của hệ sinh thái Cấy Nền. Đây là chuyên mục Cấy Nền Vạn Hoa, nơi chia sẻ những cảm nhận muôn màu về cuộc sống trên tinh thần bình đẳng, hồn nhiên, thẳng thắn, tích cực. Thương mến chào quý thính giả của chương trình Cấy Nền Radio và Cấy Nền Vạn Hoa. Cứ mỗi ngày Chủ nhật đến, nhóm phát triển chuyên mục chương trình Cấy Nền Vạn Hoa vô cùng háo hức được gặp các thính giả yêu quý để chia sẻ những câu chuyện ấm áp, tích cực trong cuộc sống hàng ngày, với mong ước sẽ góp phần bé nhỏ lan tỏa những giá trị tốt đẹp hiện diện xung quanh, giúp chúng mình cộng hưởng những nguồn năng lượng với tần số cao, được cảm nhận thêm sự bình an và hạnh phúc nhé. Nhân ngày Thầy Thuốc Việt Nam, Cấy Nền Vạn Hoa xin mến tặng quý thính giả tác phẩm Thầy Thuốc và Mẹ Hiền của tác giả Phượng Nguyễn. Kính mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Các bạn thân mến, hơn 2.600 năm qua, trong dân gian lưu truyền 14 điều dạy của Đức Thích Ca Mâu Ni còn nguyên vẹn giá trị cho tới ngày hôm nay. Trong đó có câu, tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe và trí tuệ. Đúng như lời dạy sâu sắc của Đức Phật, sức khỏe và trí tuệ là cái thuộc về chính ta. Có những thứ đó thì con người luôn tự tin để sống an lạc, với cuộc sống rực rỡ và ý nghĩa mà không phụ thuộc ngoại cảnh. Từ bao đời nay, dường như số đông loài người vẫn mê đắm, bị cám dỗ trong tham sân si, coi tài sản quý giá là thứ bên ngoài chính mình. Con người dành thời gian, sức lực và trí tuệ để đuổi theo những tiện nghi vật chất như nhà lầu, xe hơi, danh lợi, quyền thế bằng mọi giá, để làm trang sức cho cuộc đời chính mình với niềm vui chiến thắng, dù niềm vui ấy ngắn ngủi và bấp bênh. Những điều ấy được xã hội ủng hộ để làm thước đo cho sự thành công của mỗi cá nhân, dòng họ. Vì vậy, có nhiều người dành ít thời gian để chăm chút cho tài sản đích thực là sức khỏe và trí tuệ của chính mình, để đuổi theo những tài sản vật chất, và trong số đó có nhiều người kịp nhận ra tài sản đích thực thì đã trở nên quá muộn màng. Steve Jobs, nhà sáng lập đế chế Apple với nhiều sản phẩm thay đổi cục diện thế giới như iPhone, đã từng nói đại ý rằng chiếc giường đắt nhất trên đời chính là chiếc giường bệnh. Ngày hôm nay, trong khuôn khổ thời gian ngắn ngủi, Cấy Nền Vạn Hoa xin chia sẻ một góc nhìn bé nhỏ về những con đường dường như ai cũng từng trải qua, từ khi còn thơ ấu tới khi trưởng thành, về những con người đã trợ giúp cho tài sản lớn nhất của chúng ta thêm giàu có. Đó chính là Thầy Thuốc và Mẹ Hiền. Trong ký ức của tôi, người thầy thuốc đầu tiên trong cuộc đời chính là mẹ tôi. Thuở ấu thơ của tôi với trò tinh nghịch hồn nhiên, nhiều lúc dại khờ. Các cụ bảo rằng, có phúc đẻ con biết lội, có tội đẻ con biết trèo. Và tôi cùng chúng bạn rất thích trèo cây hái trái, với niềm hân hoan hạnh phúc được thưởng thức những trái xanh chín ngay trên cây. Tôi nhớ hồi còn bé, có lần tôi đã trèo lên cây ổi sau vườn thật cao, cố rướn lấy một quả ổi vàng ươm thơm lừng trên một cành cây nhỏ và ngã nhào xuống đất làm chân tay rớm máu. Mẹ tôi tất tả chạy ra ngoài vườn lấy một nắm lá nhỏ nồi, giã nhỏ rồi đắp vết thương cho tôi. Thật kỳ diệu, vết thương cầm máu và mau lành lắm. Tôi rất thích cùng chúng bạn chơi đùa dưới trời mưa hay cùng nhau lội nước vét bùn dưới những máng nước cạn, để thi nhau nặng pháo đất nổ thật to, lang thang hái ngô bên triền sông quê những ngày trưa nắng. Bởi vậy, đôi khi tôi bị cảm lạnh với cái trán nóng hầm hập. Những lần ấy, mẹ thường nấu bát cháo nóng hổi với thật nhiều hành và tí tô. Mẹ nói rằng ăn hết bát cháo ấy sẽ giúp tôi giải cảm. Mẹ xào nóng ngải cứu với muối trắng và chút thính gạo trên một cái chảo gang, gói ghém các thứ ấy vào một tấm vải xô để chườm nóng giúp tôi ấm lại. Rồi sau đó mẹ sẽ đun cho tôi một nồi nước nóng thật to trong chiếc bếp rơm, có nhiều lá mùi già, lá bưởi, gừng được hái ở trong vườn nhà. Bắt tôi chui vào cái chăn có nồi nước đó để xông hơi. Tôi từng ghét chui vào đó lắm vì hơi nóng bốc lên mặt, nhưng rất thích ngửi những mùi hương thơm từ cỏ cây ấy. Và giờ khi đã lớn, tôi hiểu rằng mẹ đã dùng những bài thuốc nam dân gian để chữa những căn bệnh thông thường, giúp cho các thành viên trong gia đình luôn mạnh khỏe
bằng tình yêu và sự hiểu biết. Hình ảnh của mẹ tôi dường như giống nhau trong hàng triệu bà mẹ Việt Nam khác. Từ thành phố tới nông thôn, từ miền xuôi tới miền ngược, đều là thầy thuốc tại gia, đã chăm sóc, vun đắp sức khỏe cho các thành viên trong gia đình bằng sự ân cần, yêu thương, như bản năng thiên bẩm xây dựng tổ ấm của người phụ nữ. Từ nhiều thế kỷ trước, nước Nam chúng ta đã có những vị y đức nổi danh, được coi là ông tổ trong lĩnh vực y học cổ truyền ngày nay. Trong đó có Tuệ Tĩnh Thiền Sư, là một lang y sống dưới thời Trần, quê tại Hải Dương. Ông được lưu truyền hậu thế là người có trí tuệ hiểu sâu biết rộng thuật chữa bệnh. Dù ông đỗ khoa bảng cao trong triều đình, nhưng lựa chọn là thiền sư, sống cuộc đời giản dị, rời xa công danh. Trồng cây thuốc nam chữa bệnh cứu chúng sinh, xây chùa, truyền đạo Phật và y dược. Tới những năm cuối đời, ông bị cúng nạp cho triều nhà Minh và sống bên đó cho tới lúc mất. Sang Trung Quốc, ông vẫn làm thuốc đông y, nổi tiếng tài giỏi và đạo đức, được nhà Minh phong là đại y thiền sư. Tuệ Tĩnh nổi tiếng với câu nói rằng nam dược trị nam nhân, có nghĩa là thuốc nam để dành cho người nam. Mỗi người sống thuận hòa với môi trường xung quanh, ngoài khả năng tự chữa lành các bệnh tật của cơ thể, thì sự hòa hợp của con người với thổ nhưỡng, thiên nhiên giúp con người khỏe mạnh, và thiên nhiên cũng có những thuốc quý để giúp chữa lành bệnh tật cho con người. Trong các sách quý ông để lại cho đời sau, Tuệ Tĩnh nhắc về quan trọng của tìm nguyên nhân chữa bệnh, biện pháp phòng bệnh, thói quen sinh hoạt điều độ, lành mạnh, bên cạnh sáng tạo ra các thuật y rất mới thuở đó như châm cứu, bấm huyệt, chích, chườm. Ông cũng là một trí thức đạo đức lớn, tấm lòng yêu quê hương tha thiết với câu nói nổi tiếng trên bia mộ của ông: "Ai về nước Nam, cho tôi về với." Sau này nước Nam cũng có nhiều vị danh y được hậu thế lưu danh với đời như Hải Thượng Lãng Ông Lê Hữu Trác, Giáo sư Hồ Đắc Di, Giáo sư Tôn Thất Tùng, đã đóng góp nhiều giá trị và thành tựu cho nền y học nước Việt. Trong cơn bão đại dịch COVID-19 quét qua trong hơn 2 năm qua, có gần 6 triệu người đã phải ra đi vì COVID. Giới y học toàn cầu đứng trước một căn bệnh chưa từng đối diện trước đó, với tốc độ lây lan và tỷ lệ tử vong cao trong thời gian ngắn. Các bác sĩ, các nhà dịch tễ học, các nhà khoa học, bác sĩ Tây y hiện đại, thầy lang đông y truyền thống, đều cùng một chiến tuyến với bên kia là căn bệnh mới với nhiều ẩn số chưa được nhân loại hiểu cặn kẽ. Họ là những chiến sĩ mặc áo blue ở tuyến đầu để nghiên cứu, chiến đấu để bảo vệ những bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở mọi lứa tuổi, giành giật sự sống, hơi thở và truyền niềm tin để họ vượt qua cửa tử. Có lẽ nếu thiếu những người hùng áo blue thầm lặng thì con số tử vong sẽ cao hơn rất nhiều, sự đau buồn sẽ lan rộng hơn và tổn thương cho con người sẽ sâu sắc hơn cả thể chất và tinh thần. Nhưng dường như sau cơn mưa thường sẽ xuất hiện cầu vồng rực rỡ, đêm trôi qua bình minh sẽ mang ngày tới với ánh sáng của sự hy vọng, sự thích nghi và hồi phục, tự chữa lành sau mỗi lần tổn thương như một cơ chế của tạo hóa. Đấng bề trên sẽ mang phép màu để giúp con người được an lành. Dù có trải qua giông bão, thông qua những vị thiên sứ được cử tới cho cuộc đời là các thầy thuốc. Năm xưa, nhờ có bác sĩ, nhà khoa học, nhà thám hiểm Yassin, người đã dành phần lớn cuộc đời sinh sống tại Nha Trang, khám phá các vùng đất mới như cao nguyên Lâm Đồng, xây dựng nền y học và các trường đại học lĩnh vực y khoa tiên tiến tại Việt Nam, vẫn được duy trì và phát triển cho tới ngày hôm nay. Yassin đã khám phá nguyên nhân và điều trị thành công cho các bệnh nhân bị bệnh dịch hạch, một đại dịch khủng khiếp vào thế kỷ 19 đã cướp đi mạng sống của nhiều người trên toàn cầu. Chúng ta tin rằng lịch sử thường lặp lại và thế kỷ nào cũng luôn có những người thầy thuốc như Yassin không đầu hàng với khó khăn, đại dịch để bảo vệ con người trước đại dịch mới. Trong thời kỷ nguyên số, nguồn thông tin được dễ dàng chia sẻ tới cộng đồng. Trong đó có nhiều bác sĩ, các nhà nghiên cứu y học chia sẻ thông tin miễn phí tới mọi người một cách hồn nhiên, nguồn tri thức sâu sắc để nâng cao nhận thức cho cộng đồng trong việc nâng cao sức khỏe của bản thân, hiểu biết nguyên nhân và cách điều trị một số bệnh tật cơ bản,
Đặc biệt trong thời gian giãn cách xã hội, hệ thống y tế nhiều thời điểm quá tải do số bệnh nhân gia tăng đột biến. Chúng ta rất trân trọng những sự đóng góp của những thầy thuốc ấy đã góp phần lan tỏa giúp cuộc sống tốt đẹp, ân tình hơn. Trong cuộc sống đầy biến động, nhiều nơi vẫn còn có chiến tranh, thì những tấm lòng nhân ái của thầy thuốc tỏa sáng trong những chương trình chăm sóc y tế thiện nguyện, như chương trình của Hội Chữ Thập Đỏ, Bác sĩ Không Biên Giới, đã hỗ trợ tiếp cận tới hàng triệu người tại các quốc gia chiến tranh, nghèo đói, với nhiều mối nguy cơ bệnh tật, được hỗ trợ chăm sóc y tế, thuốc men, với tấm lòng và sự chia sẻ của con người với con người, không phân biệt màu da, quốc tịch, tôn giáo hay chính trị. Và cuối cùng, một thầy thuốc không thể không nhắc đến, đó là chính mình. Muốn khỏe đẹp, thân dũng trí sáng, thì chúng ta cần không ngừng nâng cao chăm sóc bản thân mình, cả về thể chất và tinh thần. Chỉ khi bạn yêu bản thân mình đúng cách, thì bạn mới biết cách để yêu thương và giúp đỡ cho người khác. Hãy giữ và phát huy thân tâm tuệ của bạn thật mạnh mẽ và sáng ngời, thì bạn đã là một thầy thuốc của chính mình tài giỏi đó. Dù đâu đó trong cuộc sống còn những con sâu làm rầu nồi canh, có những thầy thuốc không đủ bản lĩnh để giữ tâm sáng, trí mờ, bán linh hồn cho quỷ dữ vì những hấp lực của kim tiền, nhưng con người không nằm ngoài quy luật nhân quả, gieo hạt mầm nào sẽ gặt quả từ những hạt mình trồng. Nhân ngày Thầy Thuốc Việt Nam, Cái Nền Vàng Hoa xin mến chúc các thầy thuốc luôn mạnh khỏe, an lành, hạnh phúc, giữ gìn và phát huy truyền thống lương y như từ mẫu, từ ngàn xưa, để giúp mình, giúp đời luôn an lạc, mạnh khỏe nhé. Thương mến và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo nhé. Nếu bạn có những tâm sự về cuộc sống muôn màu, muốn chia sẻ trong chương trình Cái Nền Vàng Hoa, xin đừng ngại ngần gửi bài viết cho chúng tôi để có cơ hội được biên tập và phát sóng trong chương trình Cái Nền Radio trong những số tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Non nước yên bình, khắp nơi chung lòng, mình về nơi đây, cái nền.